Mến chào với chú anh chị, hôm nay Trường đến tại chùa Amphawan Sai Kon để quay một đoạn video đăng lên YouTube cho quý cô chú anh chị xem. Chùa Amphawan Sai Kon tại thị xã Anh Châu hiện tại đang sắp xếp cho chuẩn bị cho lễ kết giới Sima đầu năm 2025. Thì đây cũng là kênh chính thức của Trường Vlog. Trường Vlog là kênh YouTube chuyên về các hoạt động văn hóa tại khu vực miền Tây Nam Bộ, lễ hội các điểm chùa dân tộc Khmer, lễ hội đua ghe ngo, võ lãi và nét đẹp văn hóa khác. Chúc các bạn có những giờ xem thật thoải mái và giải trí tại kênh Trường Vlog. Quý cô chú anh chị đừng quên nhấn một like, share cũng như là comment đăng ký kênh cảm nhận cho Trường Vlog biết để cho Trường được nhận 100k subscribe nhé. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ xin mời quý chính trị cùng Trường đến bên trong theo dõi hành trình tại chùa Amphawan Sai Kon. Thì chùa Amphawan Sai Kon thì đang trong quá trình cất sửa chữa lại ngôi tăng xá. Và ở đây là cũng là ngôi giảng đường, thường thường người dân tộc kêu là người ngôi xà la, để cho các vị sư ngày gầm lên để giảng đường và tỉnh cơm ở trong giảng đường này. Thì mời quý vị quý cô chú anh chị tiến vào bên trong để cùng chiêm ngưỡng những hoa văn nét đẹp tại ngôi giảng đường. Đây là bộ nhạc ngũ âm đó, cô chú anh chị, nhạc ngũ âm. Cô chú anh chị yêu mến Trường thì cho xin một nút đăng ký, bấm chuông để theo dõi các video tiếp theo của Trường, và để cho Trường có động lực làm những video tiếp theo hay, bổ ích và có hữu ích đến với quý cô chú anh chị xem. Thì xin chúc cho quý cô chú anh chị được giờ xem thật thoải mái và giải trí tại kênh của Trường Vlog. Hôm nay xin mời quý cô chú anh chị tiến hành lên phía trên kia là ngôi chánh điện mới đang sơn lại. Và trong quá trình làm hàng rào xung quanh ngôi chánh điện. Đây, đầu năm 2025 thì chùa Sai Kon sẽ tiến hành làm lễ kết giới Sima vào đầu năm, như là ngày 2, 3, 4, 5 như quý vị. Chú anh chị thấy từ dưới lên là nét đẹp hoa văn ngôi chánh điện chùa Amphawan Sai Kon rất là nổi, rất là đẹp, lên màu rất là sáng đẹp với chú anh chị. Đây là ngôi chánh điện đây với quý anh chị. Ngôi chánh điện tranh thủ là đầu năm 2025 sẽ hoàn thành làm lễ cái giới Sima tại chùa. Chút hoa văn rất là đẹp luôn. Đi thôi là bỏ em nhé. Đây thợ đang làm hàng rào quý cô chú anh chị, rào chùa Sai Kon. Là xung quanh chánh điện à.
Đây là toàn cảnh ngôi chánh điện của chùa Xoài Con. Ngôi chánh điện mới sắp sửa hoàn thành vào năm 2025. Đầu năm sẽ làm lễ kết giới Sê Ma đó quý vị chị. Quay xung quanh một vòng cho quý của chú anh chị xem, rồi sẽ tiến hành vào bên trong. Thì chùa có 5 ngọn tháp, 4 tháp xung quanh cầu thang và một cái chính giữa. Này mình quay cầm tay với chú anh chị, nếu mà rung rắc chút thì với chú anh chị thông cảm nha. Hôm nay đi ngang ghé vô chùa quay cảnh đẹp trong chùa vì kiến trúc vo văn nét đẹp của chùa Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, chùa Xoài Con. Thì quay vô với cô chú anh chị xem thì nó hơi lắc chút. Đây mình tiến hành lên cầu thang vào bên trong. Dự kiến năm 2025 đầu năm ngày 4 ngày 5 tháng 3 4 5 tháng 1 cái gì là tổ chức lễ kết giới Sê Ma. Đây là khung cảnh bên trong, thì các thợ thì vẫn còn đang vẽ tranh tượng Phật. Thì trong giờ nghỉ trưa thì thợ chưa có vô làm. Đây tranh đang vẽ, làm tranh nổi luôn chú anh chị, tranh nổi luôn á. Tranh nổi không phải là tranh vẽ bằng ấy, là tranh nổi luôn. Cột thì chưa hoàn thành, nền thì chưa hoàn thành. Thì mình sẽ quay xuống bên ngoài một chút nữa. Quý cô chú anh chị xem nhớ ủng hộ kênh, nhấn nút đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi các video tiếp theo. Đây chùa còn đang sửa chữa rất là nhiều, cũng như là bên kia đang cất ngôi tăng xá 2 lầu cấp cùng tại thuộc quật Pi Tròn. Còn bên kia gọi là ngôi giảng đường, cũng ngôi xà lạ. Cầu thang cũng chưa xong, nó còn chưa tô, chưa dán gạch nữa.